Cháo với thịt bắp nhé. Ôi, nóng. Để anh. Chim cu. Mày không có tay để bắt anh Vũ anh ấy xúc. Anh chiều nó vừa thôi. Không là em ghen tị đấy. Kệ anh chứ. Người yêu của anh thì anh phải chiều. Chịu khó ăn hết ba cháo này đi. Lấy sức lát nữa còn ra biển. Lấy sức á? Thế tối qua tốn sức lắm à? Con này. Cảnh luôn coi Thành Đông là doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh. Là hạt nhân trong chuyển đổi số. Nhưng có quá nhiều bất cập, có quá nhiều quyết định chồng chéo của các sở ban ngành cho dự án này. Chúng em không thể chủ động. Chúng em luôn phải lựa để làm ạ. Được. Tôi sẽ điều chỉnh tất cả những điều cậu vừa nói. Nhưng cậu phải hứa với tôi, cậu phải chịu trách nhiệm hoàn thành dự án trong nhiệm kỳ này. Bảo bọn kia đừng có nói với ai nhá. Bố tao mà biết tao mua xe, tao giết tao đấy. Này, con đang ở đâu mà bố gọi mãi mình nghe máy thế à? Con đang ở ngoài học cho thoáng. Ở trong phòng đông với cả ồn lắm. Đâu? Đúng không? Con phải tập trung vào học tập đi nhá. Con biết rồi mà bố. Mà bố ở nhà đừng có ngủ thủy nấu cơm một mình nữa. Bố ra ngoài hàng ăn đi cho tiện. Con em này thì sao? Phải dân chơi không? Con nhà lành anh ạ. Chỉ hay a dua. Giao du thì đáng thích kít thôi. Anh muốn nhập hội, được không? Đơn giản, chỉ cần trong thẻ của anh có đủ tiền là được. Chuyện nhỏ, anh mới lĩnh lương, thẻ 10 củ, ok chưa? 10 củ á? Ừ. Hơi ít, phải gấp nghìn lần như vậy. Mày đùa à? Mày nhân hộ tao cái. Người Việt phải được dùng hàng tốt, giá tốt. Và xin cam kết là mức lợi nhuận thu về sẽ không vượt quá 5%. Vụ mua bán sinh phẩm có ai khác tác động không? Quy trình của mình thì chuẩn chỉ. Mà đứng đằng sau lại có mấy ông anh bà chị đỡ. Thì bác lo cái gì nhỉ? Không phải là cái gì chúng tôi cũng biết. Có điều chúng tôi luôn biết được những thứ cần biết. Cho nên là cái giá em đưa cho bác, em thấy là nó hợp lý rồi. Bác ok thì thật ý. Không, em không thỏa hiệp với cái sai cái xấu. Vậy trong trường hợp tội phạm là người thân thì anh sẽ tính sao? Đêm nào cũng phải chờ con về, nhìn thấy mặt con nghe mới yên lòng. Con muốn dừng lại. Nội bộ của tỉnh đang rung động rất mạnh. Có hay không sự tiếp tay của người có chức vụ? Anh có kim bài biến tử trong tay, đừng quá lo lắng. Vẫn bắt. Win-win, đôi bên cùng có lợi.